Wow, trời ơi, hấp dẫn quá. Ngon chưa? Mời cả nhà cùng ăn với em nha. Xin chào cô chú anh chị đã đến với kênh YouTube của Như La Cà. Hôm nay nãy em đi chị ngang ngoài chợ, cái em thấy ta bán cóc non nè, cóc non với lại xoài non đây, với lại xoài keo, nên là thấy thèm quá nên em mua về em ăn. Bây giờ em sẽ trộn làm mắm đường, em có mắm đường với là mắm guốc. Hôm nay em sẽ ăn thử nha cả nhà. Bây giờ em trộn trước mắm đường. Đây là nước mắm của bạn Thái nhà biển nha. Ai muốn mua nước mắm cá cơm mà truyền thống thì liên hệ bạn Thái nhà biển nha. Có số điện thoại là 0938 280 121 của bạn Thái nhà biển nha. Rồi bây giờ em pha mắm đường. Muối tôm, ớt, đây là nước mắm nguyên chất cá cơm. Khi mà em mở cái chai nước mắm này ra là nghe là đậm đặc cái mùi nước mắm cá cơm nguyên chất luôn. Thơm lắm cả nhà. Rồi, chén mắm đường của em đã xong. Bây giờ em ấy thì mắm guốc nha. Mắm guốc này là cái chỗ người ta bán xoài với lại cóc non đó, có sẵn. Thơm. Bây giờ em đã pha cái nước chấm xong rồi mà em pha nãy giờ mà em chảy nước miếng. Bây giờ em sẽ ăn xoài non chấm mắm đường. Wow, trời ơi, hấp dẫn quá. Ngon chưa? Mời cả nhà cùng ăn với em nha. Ngon. Em không có ăn được cay nhiều á, chứ ai mà ăn được cay nhiều á, bỏ ớt nhiều vô á, cái mình chấm gì nè, mình quớt thêm một miếng ớt nữa nè. Không biết cô chú anh chị làm sao chứ em ăn xoài em thích ăn với mắm đường hả? Rồi mắm guốc, với là muối. Ngon quá.
đó em đi làm á, ở Long An á, cái em ở dưới luôn, kế bên nhà có cái cô đó, nhà cổ trồng sồi bưởi mà không ai ăn á, cổ nó chua không ai ăn á, cũng qua em xin ăn hoài thôi, cũng khó ăn rồi. Cô nói là kêu là bác hai, mỗi lần cái qua xin xoài cái bác hai nói nha, trời ơi nhà bác hai may ăn hết trơn á, toàn để rụng mấy không mà muốn ăn qua cái hái hái thoải mái, mà cây xài quá trời trái luôn. Cái non ngon quá nhỉ, giòn giòn giòn. Cốc này mua cốc non, người ta gọt sẵn trong bịch đó, một bịch như vậy là 20.000. Cốc này là phải chấm muối. Đây em có chén muối tôm, chén muối tôm nãy còn dư. Em phải thử ăn nấm buốt đây, nấm buốt cả nhà. Buốt cũng ngon tạo quá cay quá bị sặc. Đây quết một cái miếng mắm guốc lên nha. Ồ, mắm guốc qua đây người ta bán gì cũng ngon. Cameraman của em đang chảy nước miếng. Em cho một miếng nè. Đây, cho mắm đường. Giòn ngon ha. Nước mắm nhà Thái Khai Farm xài chấm mắm đường ngon ha. Nó thơm á. Bữa cái em nói với Thái à, Thái bán chị hai chai nước mắm về chị ăn xoài, chị thèm xoài đó, thấy nè bán ngoài hàng quá. Quay về cả nhà coi ha, gì bà đó, giờ có ai muốn muốn ban ta, ai muốn ban mà đi ăn xoài đó. Ngon lắm luôn. Cái bánh đường.
mà em pha vừa phải nè, nó không có lỏng quá mà nó cũng không có đặc lắm này. Đó, quất lên dính một miếng ớt lên, trời ơi nó dứt. Nãy em không có muốn uống nước. Nãy em suy nghĩ giờ uống gì ta? Uống sợ đau bụng. Tại nghe người ta nói là ăn xoài chua, ăn đồ chua mà uống nước sẽ bị đau bụng. Đây là bên trong cái hộp, nó cứng cái lớp vỏ của cái hộp. Wow, cái này mà cả đám xúm lại mấy chị em á, ngồi vừa tám vừa ăn xoài ăn cốc tuyệt vời hơn. Đây mắm guốc. Em thích ăn mắm, mắm guốc, mắm tôm, bún mắm, cái gì mà liên quan về mắm là em thích. Cảm giác như mà mình khi mà em ăn mắm, cảm giác giống như mà mắm nó kích thích là một cái gì đó nó là lôi cuốn. Mấy ngày chùa. Em sẽ hái trái trên gành để ăn thử. Cái này là em rửa sạch nên là không chắc không sao. Biết có mũ không ta? Ăn mũ rồi sợ. Tại đó có thằng em á, nó hay hái xài bên nhà bác hai á, xong về á không biết nó ăn sao mà nó bị mủ á, hai bên đây nó bị lở. Mà nó em rửa sạch nè, chứ xài này chắc không phải là tại mới hái nên chắc nó cũng không phải xài mới hái nên nó cũng bớt mủ rồi, chắc không sao đâu. Chấm miếng mắm guốc vô, chết gớt cái cuộn, tính cầm miếng cọng dây ăn. Găng thiệt không sao, găng giả đó, dính hai găng em vô trái xoài luôn. Tại em cũng mới làm á nên là sẽ có rất là nhiều sai sót, cả nhà thông cảm bỏ qua cho em, góp ý nhẹ nhàng em sẽ ghi nhận hết. Tại vì em mong mình dễ vỡ. Ăn mắm guốc là bị sặc. Ăn trúng cái hộp bên trong này đắng quá.
ăn cóc à. Em ăn thêm miếng xoài nữa là em nghỉ. Tại vì tới giờ hẹn với mấy bạn, với lại em sợ ăn nhiều nó không tốt cho cái bao tử của mình. Ăn cái gì thì cũng ăn vừa phải thôi, ăn nhiều nó cũng không tốt cho sức khỏe. Cái miếng xoài nó chua, giòn mà chấm như cái mắm đường, mắm nó thơm, nó đậm đà mà có đường á, nó làm cho cái vị chua của xoài nó đỡ đi.